học văn thông minh hơn mỗi ngày, làm sao để không ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi gặp câu hỏi phụ nghị luận văn học. Đề thi những năm gần đây đều có những câu hỏi phụ trong phần nghị luận văn học, trả lời như thế nào cho đúng, đủ, hay và làm cách nào để đạt tối đa điểm phần này, cùng chị tìm hiểu trong video này nhé. Trước tiên, các bạn cần hiểu câu hỏi phụ quan trọng như thế nào. Phần này, theo baram điểm của bộ chiếm từ 0,5 đến 0,75 điểm. Một số bạn thường thiếu thời gian làm bài nên không kịp làm câu hỏi này, hoặc một số bạn khác lại bỏ qua hoặc làm sơ sài, lan man, không chủ đích, viết cho có, như thế là mất điểm đấy nhá. Vậy có mấy dạng cho câu hỏi phụ? Dạng thứ nhất, những câu yêu cầu nhận xét về mặt nội dung. Trong mỗi tác phẩm đều có những nội dung, ý nghĩa nổi bật. Ví dụ, trong bài Đất nước có sự cảm nhận mới mẻ về đất nước. Trong Sóng có vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Hay trong Ai đã đặt tên cho dòng sông có vẻ đẹp nữ tính của sông Hương. Những nội dung này đều có thể được yêu cầu nhận xét. Ví dụ, phân tích 14 câu thơ đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Từ đó, nhận xét về hình tượng người lính được tác giả xây dựng trong đoạn thơ. Dạng thứ hai, những yêu cầu nhận xét liên quan đến nghệ thuật. Dạng câu hỏi này thường ít ra vì khá khó, nhưng chúng ta không nên bỏ qua các bạn nhé. Một số đề có thể ra như phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, từ đó nhận xét cách sử dụng từ ngữ của nhà thơ, hay phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong bài Vợ chồng Ao Phủ của Tô Hoài, từ đó nhận xét nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật trong đoạn trích. Dạng thứ ba là những yêu cầu nhận xét liên quan đến lý luận văn học cơ bản. Đây cũng là một dạng không dễ, nhưng cũng dễ vào vì các kiến thức lý luận văn học này các bạn đều được học trong quá trình tìm hiểu tác phẩm. Đó sẽ là giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, tính dân tộc, tính sử thi. Ví dụ để có thể cho như sau: phân tích diễn biến tâm trạng Thị trong buổi sáng hôm sau về nhà chồng, từ đó nhận xét về giá trị nhân đạo trong đoạn trích. Và dạng cuối cùng các bạn có thể gặp phải đó chính là những yêu cầu nhận xét liên quan đến phong cách của tác giả. Đây là dạng các bạn hay gặp nhưng không để ý. Ví dụ, khi phân tích Sóng của Xuân Quỳnh, chúng ta có thể được hỏi nhận xét về vẻ đẹp nữ tính của tác giả. Đó chính là một phần phong cách tác giả. Hoặc ví dụ, phân tích đoạn cuối của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, đoạn từ tấm ảnh đen trắng có người đàn bà bước ra, từ đó nhận xét về quan niệm của nhà văn về cuộc sống. Cách trả lời câu hỏi phụ ăn trọn điểm, các bạn cần phải giới thiệu được yêu cầu này ở mở bài. Điều này là cần thiết vì trong baram điểm, yêu cầu cần xác định được vấn đề nghị luận là phần phân tích chính và yêu cầu phụ này. Các bạn đưa yêu cầu phụ vào mở bài là đã ăn được 0,25 điểm xác định vấn đề rồi đấy nhé. Phần trả lời yêu cầu phụ nằm ở ngay sau phần phân tích trước khi chúng ta tổng kết nội dung, nghệ thuật của bài. Độ dài ngắn cho phần này nên là 1/3 trang giấy thi và dài nhất nên là 2/3 trang giấy thi thôi, không nên quá lan man nhé. Khi trả lời câu hỏi phụ, quan trọng nhất ở chỗ là các bạn cần tìm được ý cụ thể, rõ ràng, không viết lan man. Ví dụ, khi gặp đề như đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 hỏi nhận xét vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh, các bạn cần chia nhận xét được từ đoạn thơ phân tích người con gái trong tình yêu hiện lên, vừa dịu dàng, ý nhị mà nồng nàn, mãnh liệt, hồn nhiên trực cảm mà sâu lắng, suy tư. Đây chính là vẻ đẹp trong các khổ thơ yêu cầu cần phân tích để từ đó làm rõ lên hồn thơ, phong cách thơ của Xuân Quỳnh. Vậy chúng ta cần học gì để trả lời câu hỏi phụ cho hay? Từ những dạng câu hỏi phụ, khi học kiến thức nền của tác phẩm, các bạn cần phải chú ý đến những nội dung chính, nổi bật của tác phẩm, cũng như các vấn đề lý luận văn học cơ bản liên quan đến tác phẩm đó, nắm chắc nghệ thuật được tác giả sử dụng trong tác phẩm, cũng như không bỏ qua phong cách sáng tác của tác giả. Những vấn đề này là những vấn đề khá nâng cao, nên các bạn cần chú ý trong quá trình học kiến thức cơ bản các bạn nhé! Để viết văn hay hơn và có những phương pháp làm văn thông minh hơn mỗi ngày, hãy nhanh tay đăng ký khóa học luyện đề chuyên sâu cùng Học Văn Chị Hiên các bạn nhé!